vừa được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đồng hành cùng với giải bóng đá nam U11 trên cúp QRTV lần thứ 6 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, để có thể tổ chức một giải đấu thành công thì mỗi khâu, mỗi cung đoàn đều trở nên hết sức quan trọng, và việc chăm lo hậu cần, động viên các cầu thủ nhí, hỗ trợ về mặt y tế là điều không thể thiếu trong mỗi một giải đấu, nhất là đối với giải U11. Vậy thì để hiểu hơn về công tác hậu cần, chuẩn bị chăm lo cho các cháu như thế nào thì trong chương trình đồng hành cùng với giải bóng đá nam U11 tranh cúp QRTV năm 2020 hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Những hình ảnh như thế này đã không còn xa lạ trên sân thi đấu Trường Chinh trong những ngày vừa qua. Sau mỗi phút lăn xả trên sân, các cầu thủ nhí lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ tổ huấn luyện viên. Với mỗi cầu thủ, sự quan tâm như thế này là hết sức cần thiết để các bạn có thêm động lực, để thể hiện mình và để phấn đấu đem chiến thắng về cho đội tuyển của mình. Minh chứng cụ thể nhất có lẽ phải nhắc đến trận đấu sáng ngày 16 tháng 6, khi U11 thị xã Quảng Trị bị U11 Triệu Phong dẫn trước 2 bàn. Cho đến những phút cuối trận đấu, những tưởng tỷ số này sẽ làm khó các cầu thủ nhí thị xã Quảng Trị. Nhưng với bản lĩnh và sự cổ vũ động viên của khán giả, sự quan tâm chia sẻ của tổ huấn luyện viên mà các cầu thủ đã có pha lôi ngược dòng thành công để đem về một điểm quý giá với kết quả hòa 2-2. Động lực rất tốt đến từ các cổ động viên và cô, và có cả ba mẹ của em và cả ban thủ môn đã kiến tạo cho các bạn để lùi ngược dòng của trận đấu. Một trận đấu thầy cô rất quan tâm đến tụi em, và một khi giải lao thầy cô lấy khăn và chùi mặt cho tụi em và cho tụi em mừng nước, và em cảm thấy rất vui khi được như thế. Và nhờ những lời động lực của thầy cô nên em đã có tinh thần chiến đấu. Bóng đá là môn thể thao tập thể mà trong đó mỗi một cá nhân đều là nhân tố không thể thiếu. Không chỉ đối với những cầu thủ thi đấu trên sân mà những người làm công tác hậu cần cũng là một phần không thể tách rời trong tập thể ấy. Hiểu thói quen sinh hoạt, hiểu lối chơi và hiểu cả thể lực của mỗi một cầu thủ để quan tâm kịp thời, đó là điều mà tất cả các thành viên của tổ huấn luyện viên mỗi đội bóng đều có thể nắm chắc. Nhất là đối với giải đấu U11, khi các em đều đang ở trong độ tuổi nhi đồng, thì sự quan tâm, chăm sóc và động viên tinh thần lại càng trở nên cần thiết. Cái động viên tinh thần của các cháu ở trên sân là rất là quan trọng, bởi vì cái bóng đá nhi đồng này là tinh thần là quyết định đến 60-70% cái kết quả trên sân. Cái đó là chúng tôi là mặc dù là hò hét trên sân nhưng mà chưa bao giờ là mắng hay là các cháu, mà chủ yếu là động viên, nhắc nhở. Cái đó là cái thứ hai nữa, là nhắc nhở các cháu là cái tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Các cháu thi đấu trên sân mà luôn sinh hoạt như anh em bên nhà cũng không được nhà, thành ra là mỗi khi mà cả đội là rơi vào tình thế khó khăn là có toàn đội là đoàn kết để mà vượt qua cái khó khăn. Trong cái đợt tham gia giải U11 của lần này thì bản thân cũng như là các anh em huấn luyện viên đồng đội thì cũng là rất là chăm lo cho các cháu từ cái ngày triệu tập để tập luyện cho đến nay. Thì ở những cái ngày thi đấu ở đấy thì cũng cố gắng là chăm sóc cho các cháu về ăn nghỉ rồi là được non, và chăm sóc cho các cháu trong cái giờ giải lao. Và trong lúc thi đấu thì cũng cùng các cháu động viên cổ khích lệ cái tinh thần cho các cháu để các cháu có cái hứng phấn để các cháu thi đấu tốt. Và ở những cái trận đấu mà các cháu không giành được cái thắng lợi thì bản thân cùng các huấn luyện viên của đội cũng là động viên an ủi và cổ vũ các cháu cố gắng ở những cái trận đấu tiếp theo để mình có thể đạt được những cái kết quả như mong muốn. Với sự quan tâm từ ban tổ chức, các huấn luyện viên và nhất là của đông đảo khán giả tỉnh nhà, có lẽ các cầu thủ nhí đã có nhiều hơn những niềm vui từ một giải đấu. Sau khi giải bóng đá nam U11 cúp QRTV khép lại, điều các em nhận được không chỉ là những tấm huy chương, những giải thưởng, những kinh nghiệm thi đấu, mà đó còn là hành trang về sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình. Để từ đó, nỗ lực nhiều hơn trong học tập cũng như trong việc nuôi dưỡng đam mê với trái bóng tròn. Chắc hẳn mỗi cầu thủ nhí đã có cho riêng mình khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc.
Thông qua những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn chúng ta đều hiểu là sự quan tâm động viên và chăm sóc của các lãnh đội, các huấn luyện viên và sự cổ vũ của khán giả thì đã tác động như thế nào đến tinh thần cũng như quyết tâm của các cầu thủ nhí. Tôi nghĩ rằng là thông qua sự quan tâm đó thì các cầu thủ đã có thể tạo nên được những bàn thắng hay và giành về những chiến thắng cho đội tuyển của mình. Hy vọng rằng là trong những ngày thi đấu tiếp theo thì chúng ta vẫn có thể nhận được sự quan tâm động viên và hỗ trợ từ phía khán giả đối với các cầu thủ nhí. Và quý vị và các bạn thay vì đến trường chim thì cũng có thể tranh thủ thời gian để theo dõi qua sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, bởi vì là từ ngày 16 tháng 6 trở đi thì chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu trong giải đấu năm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Chương trình đồng hành cùng với giải bóng đá nam U11 tranh cúp VRTV năm 2020 đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Vietcombank và tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.